Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc mới đây đã bắt đầu thử nghiệm xe buýt tự lái. Các xe buýt này được trang bị hệ thống định vị vệ tinh, camera và cảm biến thông minh để phát hiện chướng ngại vật. Hiện những chiếc xe này đang được thử nghiệm trên một quãng đường khép kín dài khoảng 1,2 km, có đầy đủ những tình huống giao thông ở trên đường. Do đang trong thử nghiệm, chiếc xe mới này chỉ chạy ở vận tốc 10 km/h và chưa chở khách. Các nhà phát triển cho biết, khi đưa vào thương mại hóa, xe buýt có thể vận hành ở tốc độ 30 km/h.